bảo ít nhất là 4 thôi. Ôi, dăm ba cái team này. Em gọi liên khách 1 à. Em nói phép vậy thôi. Chí, một team, hai team. Nó nhảy cung thung minh này. Đâu đâu, mình đâu. Ui, thằng ở kho 2 yếu lắm rồi anh Nam ơi. Kho 2. Đúng kho anh. Ôi hai thằng à. Rồi hai. Có đấy, đổ không sao bảo Nam đi giết người là sao? Thì nó chạy vào chỗ anh Nam thì chả gì bọt vô đâu à. Em thịt. Có súng chưa? Dạ chưa. Này, súng này. Này. Cái đệt ông mà đưa cho mình cái mơ mới sợ đủ. Để trả lụa tôi có một khẩu M16 và một khẩu lục. Đưa cho khẩu M16. Này mũ bà trong đây, xích ơi. I got supplies. Phúc sơn đây. Súng nhiều lắm anh ơi. Mũ bà kìa, đây. Này, xuống đây, xuống cái hòm. Rồi, thấy rồi. Dưới anh này. Đây này, hòm dưới anh này. Anh xích sóng không? Thùng công cứ tận giáo quá nha. Ui, nó có một thằng đang chạy thẳng mặt anh. Anh ơi. Anh liếm thằng này đã. Ui, nó biết anh ở đây rồi, nó không cần. Này, nó lại niếm anh. Ui, nó né rồi. Mày tỉnh táo tàu. Ui, nó nhìn anh này. Nắm đuối con cá chuối rồi anh. Ui, trong nhà kho này có người. Trong nhà kho có người. Có một tím máy nhỏ. Đây. Rồi, cho anh xin khẩu tốc lọ được không? Anh xin khẩu tốc lọ. Anh. Qua đây với em. Đây. Này, em cho cây M168 này anh. Qua đây. Thôi khỏi đi. Không phải, chúng ta trốn đi. Đù má con cá. Trở về thủ cũ à. Nhanh. Đen lắm. Một thằng nữa. Thằng cuối cho em. Đây. Chạy rồi, nó đang chạy rồi. Xong. Ok rồi. Bạn công ơi, làm cái gì? Đang nghe năng này lại cắm mảnh xanh có đít vậy. Tôi kể bạn nghe chuyện tình lan và điệp. Một chuyện tình vai lúa. Ai cả chế lời ạ. Wow, nhiều súng quá. Oh yeah. Thịt ơi. Thịt có giáp 2 chưa? Rồi, này, cho anh. Có gì vậy? Định ra xem nó cho thì bú liếm được cái gì bú. Thôi, em chịu rồi. Cũng chắc là không có gì phải ngon nghè đâu. Uầy, tự cái cửa mở hết này, uầy. Vãi, em đến phát, em thấy cửa mở tự, cứ tự mở thôi. Ảo diệu. Nó ở gần đây rồi, rất gần. Thử thách tốc 1 không nhặt súng đi ăn. Máu rồi. Em cứ nói rằng em không. Ôi trên, ôi nhảy trên. Đây, lên trên nhà, đâm đất, đây trên à. Nhà này có luôn. Xong, clear. Ôi. Gạt. Nó gạt, anh Nam à. Lại một người nữa đã ra đi. Này, mất thằng một nhà. Vẫn là chàng trai ấy, đậu phòng. Anh ấy đen vãi nổi. Vẫn là anh, luôn luôn là người được chọn. Ủa, xác ở đâu? Tầng 3 mà. Anh em nhá. Đấy, xác nó ở đây này. Chạy gì lên tầng đấy vậy? Ủa? Em thấy nó ở cửa sổ mà ta. Thằng Linh. Đây này. Ô, sao nó bò ra đây nhanh thế nhở? Đây là thằng anh giết mà. Em thấy một thằng ở cửa sổ mà. Chị xích có ăn được mạng nào không? Ờ, không em. Nó bò ra cửa sổ mà nó bay nhanh thế nhở? Đi thôi. Trời ơi, mất một tá máu kia. Anh Nam đen anh em ạ. Đen thôi, đỏ quên đi. Người thấy mùi máu. Ô. Trường học. Anh nhảy ra phát đã lúc này. Gọi mình đấy. Đúng rồi đấy. Bắn được mấy viên đâu. Người xa. Trên nhà mình. Hai thằng.
đóng cửa đã. Ô, lên 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 lên. Em ơi. Ôi. Con thân được nhé, con thân. Nó ở đâu, nó ở đâu? Đóng đóng đóng, ở đóng trốn đi. Thì có, trời ạ. À. Có đâu? Ủa? Hết rồi, hết rồi, hết 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 hết. Tại sao bọn nó vẫn đốc? Ui kinh vãi, hóa ra nguyên team ở trong này cơ. Em bắn à, em bị bắn yếu phát, em quay này em còn một chấm máu, ngồi em bơm máu các ha. Ồ, cái gì? Nếu mà team mình mà ăn 4 thằng ở đây phải hòm xanh hết đi. Hai hòm xanh, hai hòm đấy. Em ăn hai thằng, còn một thằng là bị bom nổ. Thế là chị cũng chết vì bom gì? Ờ, không chỉ bị bom, chỉ bị bom nó nổ. Thế sao lại hai hòm xanh, hai hòm không xanh? Ôi bọn này không có Let's không có sờ cốp là ngon luôn đấy. Con rời biết. Này anh cho cái X4 này. Em xin. X4 này, X3 này. Đó. Đã hết rồi đấy. Mình lấy X4 cho. Từ từ anh trang mà có thằng nào có cái giáp 2 còn nguyên không? Ủa mà đang mấy bàn đi bốn cười đấy ta. Nãy giờ có bắn. Mình đi ngồi tạch 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 bắn ai không biết. Cười ghê. Thôi đi không? Vui tính dễ sợ. Không biết như thế nào nhưng mà cứ mình lời là được rồi. Ơ, lại bắn kìa. Lại nữa. Lại tạch tạch. À, khu nhà hot. Ok, nhà hot. Ok ngay. Khu nhà gần với quả dô tốc này. Ok, ok. Này. Chuẩn cái quân que, có bắn được đâu mà chuẩn. Đúng rồi, con đúng rồi, có bắn được đâu ấy. Kìa, nóc nhà kìa. Trên nóc cũng chịu anh ơi. Bạn bắn được. Nhảy xuống này. Nóc 2 anh. Chỉ có 2 thôi. Hình như chỉ có 2 thằng ở đây thôi. Có thằng. Không có anh ơi. Có thằng Saiga bỏ ngay sau đít mình. Thằng đấy hỏng thôi. Ừ có thể thằng đấy hỏng thật. Hết rồi. Để... Sao nó cứ tạch tạch bắn ai nhỉ? Bọn này buồn cười thật. Gọi mình ấy, gọi mình ấy. Vì sao lại có những... Tự nhiên đéo đứng khóng để chết oan. Ê! Có team, có team! Ok anh ơi! Phía đằng sau, phía đằng sau! Có một xe, xe tới, xe tới! Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bắn trúng không? Không anh ơi. Không. Được rồi, được rồi, không trúng cái nào hết. Mọi người ở đấy, anh lấy xe ra đón. Anh ơi, lấy con xe ở trong gara kìa, lấy con xe kia bắn được. Con xe mình vẫn còn nguyên máu mà. Nhưng mà không xe không bắn được, sợ lắm. Không bắn được đâu, an toàn hơn là con xe kia. Nó trâu. Đấy, lại bị bắn rồi này. Đâu rồi, đâu rồi. Hay rồi. Cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn bạn. Lên trên cái đôi. Đây hình như trong khu đây, này đây, cũng đây. Có này đúng không? Nó ở đây, nó ở đây, đúng rồi, đúng rồi. Đâu? Ở đến cái đôi này. Ờ. Thế xe kia nó đi thẳng thì nó đi về đâu nhỉ? Xe đấy em thấy hình như chỉ có một thằng thôi. Ê đây đây. Ok. Đâu đâu. Nhà kia. Bên trái. Ê có xe chạy giữa đường anh ơi, có xe chạy giữa đường nữa. Đó đó đó. Bắc kia kìa. Có giải quyết thằng bên trong đây á. Chị bơm máu đi chị ơi. Rồi nó leo rồi. Rồi xong. Nice. Cảm ơn Quốc Thái nhá. Bạn. Hello em. Cảm ơn em. Ôi giáp của nó cũng nát hết rồi. Quả thấy đều tay thế mà nó không chết. Đen thật. Bên này chắc là bị đông nó ép đúng không? Anh đi thằng sáu bắn mà. Tại vì là anh sang bên đấy cái thì em thấy bọn nó ùa hết bên đấy hết mà. Cái thằng cuối cùng chị bắn ở đâu vậy? Cho em xin cái giáp của nó. Hyper Earbud Cloud nhá.
Ôi giáp của nó cũng nát hết. Thì toàn bắn hit body mà. Tôi xích xí. Có cái giáp ở một nửa. Lấy body như đó. Thế làm sao mà còn giáp được? Ôi. Ôi lấy cái giáp 2 này. Ma quả anh bớt M16 chuẩn như thế mà nó không chết. Đen thật. Đi chị ơi. Ô hết xăng. Đấy xem mình ấy, xem mình vẫn trâu mà, xem mình còn trâu máu lắm. Để mà tấy nổ theo mình còn phải mướt. Cứt đi. Tem nào nó đuổi theo. Đó, bây giờ tem nào nó đuổi theo là nó dã nó sấy chết ngay. Ồ, con còn nắm thang chứ mấy. Ui. Trận này nhanh vãi nổi luôn á. Bò khá ủa, to. Thì có người nói ăn bánh bía hả? Mình chỉ ăn bánh bía lần nào bạn ạ. Bánh bía? Mà nhiều mắm. Không chỉ bánh ăn cái bánh đấy. Bánh bía mà ngọt. Cái bò bía hả chị? Ngọt thì mình cũng không thích lắm. Bánh bía nó kiểu dạng như là sầu riêng ấy. À không em không biết em. À sầu riêng hả? Sầu riêng thì em tưởng là cái bò bía. Mình không thích ăn sầu riêng. Đừng sợ bạn như vậy cho anh hai của Linh. Linh mình mang anh mình về á. Biểu diễn nha. Thôi biểu diễn tập này. Giáp của em lên đấy. Đây này giáp em thế. Hỏng mất lửa da rồi. Bánh pía nó ăn gần giống như kiểu bị sầu riêng. Nhưng mà ăn nó kiểu giống cái bánh gì mà anh không thích nhỉ? Bánh su kem. Đúng đấy. Em tưởng chị lấy. Bánh pía nó cũng tầm tầm như vậy. Đi luôn chị ơi. Nhanh. Ok chị ơi. Ở đây có người mà. Đâu không thấy, em chưa thấy. Trước mắt đấy, tầm lắm, trong cái khu nhà đấy nhá. Cứ đâm vào nhá, chứ không ấy. Đâu con xe spawn mà. Phải. Yeah. Con xe hả? Có cái thỉnh được. Đâm vào nhà có người. Ôi cái lút thôi xong rồi. Bên nóc. Lại. Ôi nó bắn bằng chết rồi. Cố lên. Cảm ơn bạn nhé, cảm ơn bạn đốt hết cho mình nhá. Bom kem, bom. Bom khói. Ủa. Lên rồi. Nhảy xuống đấy. Cảm ơn Hoàng. Trời ơi, chỉ cần một cái băng đít thôi em. Em mắc không qua, em ăn luôn thì em để nó cứu. Bom vào trên nhà. Bom vào nhà. Trên tầng mà anh. Nó có cứu dậy sao? Nó nhảy. Bình tĩnh. Đừng gạt, đừng ham gạt. Rút. Lên luôn, thông thẳng lên tầng luôn. Nó cụ đó, nó đang cụ. Đấy. Bình tĩnh mà bạn. Còn một thôi. Bình tĩnh cái là ngon ngay. Còn một thôi, lấy xe đi cua thôi. May mà không ai nói gì, chứ nói gì là em loạn rồi đấy. Thấy em loạn thì mọi người mới không nói đấy. Mình bình tĩnh mà bắn. Mọi người vừa nói là em loạn. What the fuck? What the fuck? Đù, sao, lùi xe sao, ra luôn. Ok, sao em ngồi nó bị kiểu gì nhở? Nó bị
ngồi giống góc nhìn thứ ba. Đúng rồi. Bởi vì em đang ở cái trong trong nhà chứ làm sao? Ồ vãi rồi à, chúng ta thành viên chả bao giờ đi xe. Vãi đái. Em ở trong nhà nó bị cái hiện tượng đấy. Tự bị lát. Anh Tuấn tuổi con ngọc á. Thế ra lại kêu anh Tuấn tuổi con ngọc. Ôi bo. Chả thính cái đổi cái giá bo to thế. Rồi giáp cho mặt. Bạn cho không chết. Bọn này nó chỉ đắp nhà chứ nó ở đâu nữa bây giờ. Cái lượn nó bắn đầu mình vào đấy. Vào khu nhà bên phải xem. Tuấn ơi cho hỏi chỉ tôn địch nó cũng biết hạc hay nó hách. Tùy bạn ạ. Có thể nó hoàn toàn có, to có thể là nó hách thật. Còn một cháu nữa thôi. Ra đi cho chú nhờ. Thêm thích nhỉ. Cua xe ở trong bo luôn. Cua xe ở trong bo xong lượn ở viền bo ấy. Thế thì còn chỉ còn cái nhà này à đâu? Đây chỉ còn khu này ở trong bo thôi này. Ừ, thì em đi sát vào. Đi sát vào nhà mà nghe. Đâu một vẹt một nó không ra đi đấy. Trong nhà chỉ nữa thôi. Đừng lái xe anh nghĩ. Em sợ hoảng lắm ấy thật đấy. Lái xe. Sợ, không, sợ lái xe thôi. Chị Sịch ơi, chị ăn su kem không? Ơ, oh, Long ơi, à, chị thích ăn su kem của tiệm bánh ABC á. Ôi, thấy này à. Kem đỏ ngon cực. À, đang bị ăn đấy. Khó luôn. Sẽ chỉ thích ăn đờm thôi. Chó. Đờm béo ngậy. Chà với nhau thì cũng cùng đờm. Cái ủa, tầm đâu vậy cha lội? Chị like ở đâu? À, chị không like em ơi. Thì chị yêu kém. Linh bây giờ làm gì còn có tâm trạng mà gái còn đang căng lên mà để mà mắt. Mình lái xe tần tốt đi. Cực luôn đấy chứ chả gái được đâu. Tần Linh đang cố gắng. Nếu mà là san hốc thì thôi gái rồi đấy. Chạy ở mầm đấy. Chạy bộ được mà. Còn nó làm ở đâu nhỉ? Do nó sẽ xuất hiện sớm. Ta hãy đón xem tập cuối cùng của bộ phim Mất Tích. Mày lượn kéo hay xăng? Mấy con ui nhiều xăng lắm anh ơi, lượn đến mai luôn. FPS của anh, Vinh anh đang là 20 luôn này. Mượn vãi cứt. Ủa thằng anh trốn đâu vậy? Mệnh mệt mỏi với bạn thế nhở? Mày đứng giữa đường mày bắn cái gái biết đâu ngay. Nó chỉ lẩn ở trong mấy cái nhà thôi, chắc chắn rồi. Ở ngoài này thì không có rồi. Vòng rộng ra. Có mà, vừa em đi sát ở đây này nhưng mà cũng chẳng nghe thấy gì cả. Sát tiền rồi nè. Đâm vào mấy cái bụi ấy. Đây, bây giờ bo ra ngoài rồi mày có chạy không? Nạp á, khi nó cũng phải bắn chứ. À, hay là con bot chết hạ xuống. À, cũng có thể. Ê, thế cái quả đi một con bot chết hạ xuống. Trời, hấp dẫn quá. Cái xí nhục linh luôn á. Xem hai hòn đá đằng sau kìa. Không phải. Không, mấy cái hòn đá em lượn qua mà. Đây thì hòn đá này đi. Không, hai hòn đá đằng sau ở chỗ nó bò cơ. Kiểu linh mà. Giờ mà cái thang cuối là đây á. Đây á. Ui, nếu mà hòn đá này mình vừa lút thính chắc nó bắn thấy mẹ mình luôn rồi anh ạ. Ý là à, con bot là giống như kiếm chỉ nhục lính. Đúng rồi. Xem mấy bờ tường nhà này là chưa di bụi chuyển. Cây, mấy bàn cái bot là bụi cây kìa. Bụi cây á? Mấy bụi cây ăn tống đấy. Ừ, bụi cây cứ thử. Đây, bụi cây đây. Bụi cây ở bên đường. Không còn què gì đâu. Sát tường đây. Đen thì có đường. Không có luôn, sát tường không có luôn. Ngọn cỏ ven đường. Nó trốn đâu được nhỉ? Nó không chạy bo chắc. Nhảy vẽ lên nhà này xem ạ. À, đây. Anh gì ơi? Má xong, tí nổ xe đi, cái này đẹp quá. Má nó nằm im nãy giờ mệt mỏi với bạn thế nhỉ? Ngoài nó ở nhà nó chạy ra rồi. Vãi nồi cả cái. Thank you.
Wow, 2400 đam.